với khoảng 30 ghe xuồng đặc trưng của chợ nổi Nam Bộ như ghe tam bản không mùi, ghe tam bản mùi xếp, ghe trải mùi ống lớn, xuồng năm lá, cùng với các sản vật địa phương được chính bà con vùng chợ nổi Cái Răng, Phục Hiệp, tỉnh Cần Thơ mang đến bán tại chợ, được ban tổ chức bố trí trong lòng hồ Đồng Mô thuộc làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Một lần chưa một lần đến với miền Tây nên tôi muốn là thử xem cái chợ nổi nó như thế nào. Chính vì vậy mà tôi đã lên đến đây để tôi xem chợ nổi. Tái hiện cái chợ nổi tại phía Bắc là nhằm tái hiện một cái đặc trưng văn hóa của cái vùng đất Tây Nam Bộ. Đặc trưng văn hóa đó là đặc trưng của cái đời sống sông nước. Và tất cả những cái hoạt động của Tây Nam Bộ thì hầu như nó gắn liền với sông nước. Cho nên chúng tôi muốn giới thiệu một cái góc văn hóa sông nước đến giữa cái thủ đô Hà Nội. Khách du lịch muốn tham gia hoạt động mua bán sẽ được ban tổ chức bố trí ghe, xuồng, vận chuyển, có thể dạo quanh chợ nổi, mua các loại bánh, trái cây, thưởng thức các đặc sản Nam Bộ trong sự bồng bềnh của sông nước. Đặc biệt nếu thích, du khách còn có thể cùng ngồi vào chiếu đờn ca tài tử, hát vài câu vọng cổ đặc trưng của đất phương Nam. Tất cả đều đọng lại trong lòng du khách tới đây. Văn hóa chợ nổi giữa lòng Hà Nội, một cách làm mới để quảng bá văn hóa trở thành điểm nhấn của tuần lễ đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam.